Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay trở lại clip này là clip về loa tần dài loa đồng trục và giới thiệu về hàng rời. Và cặp thứ nhất thì Khôi giới thiệu với em một cặp loa rất là quen thuộc mà những ai mà nhìn vào thì cũng đều biết, đó là cặp loa nổi tiếng của hãng Bione BAX A20. Thì Khôi cũng đã từng bán vài lần những cái dòng như thế này này. Tuy nhiên là thì mỗi lần về thì nó sẽ có một cái tình trạng khác nhau về cái độ đẹp, về cái độ zin cũng như về cái mức giá khác nhau ha. Thì bây giờ Khôi sẽ quay cận chi tiết cho anh em cùng xem và nói về các cái thông số kỹ thuật của hãng này. Đây, cầm lên luôn em. Độ đẹp thì chấm điểm là 10 điểm anh em nhé, zin cũng 10 điểm. Thì cái phần tần cắt trên loa thì ở đây họ làm thêm một cái chép phía trong này, dấu phía trong rất thẩm mỹ luôn ha. Còi 6 lỗ, còi gang anh em nhé, kèn gang. Bát này là bát giấy gân vải, gân rất là mềm này, gân vải này, đã không? Mềm như bún luôn. Đánh sẽ rất là tuyệt vời. Đó, rồi anh em thấy củ rất to ha. Củ to này, nhện màng này, đó. Quay rất là chi tiết cụ thể luôn. Đó. Cầu zin nữa nè, trên mỗi cái sườn đều có một cái số series nha trên cái màng. Và bên cạnh đó thì Khôi nhớ, đây, trên cái sườn này nè, có cái chữ của hãng Bione dập lên rồi nè. Anh em thấy không? Đây, đó thấy không? Đó, và số series Khôi đọc luôn nha. 77323 đây nè. 7323 ha. Rồi. Đó. Nghe rất là tuyệt vời luôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai này, bây giờ Khôi cầm lên Khôi cho anh em xem luôn ha. Đó, trên này có cái màng này, màng nó có cái chữ này nè. Và cái số đâu rồi? Số đây. Đây nè, đây nè, có cái chữ Bione này nè. Và cái số series bao nhiêu đây? Anh em ơi, bên này là 23 bên 24 này. Series liền kề nhá, chữ nó hơi bị mờ. Đó. Rất tem đầy đủ. Đây, dòng 8 ôm, min là 10W và max 20W anh em. Nó sẽ đánh rất là tốt nha. Rất là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Nói chung là đồ mới với đồ đẹp là chấm điểm 10 nha. Còn về chất âm thì nếu mà anh em yêu thích của hãng Bione thì nó là một huyền thoại nhé. Rồi, đó. Thì về phối ghép, cái này có thể ghép cối, ghép âm ly công suất nhỏ này, lưu ý nha. Lưu ý công suất nhỏ thôi, vì các dòng loa cột đồng trục Fullrunner nói chung thì nó là dòng công suất nhỏ, nên là mình không cần phải đồ lớn, chất âm hay là được nha. Thì Khôi đang ghép với con đèn Karan model SA30 thì cũng hơn 10 triệu, nhưng mà nó rất là hay và hợp luôn. Cá nhân Khôi đánh giá nó như vậy. Thì bây giờ Khôi sẽ test một ca khúc, một đoạn đấy, Phương Phương Thảo acoustic trữ tình. Vì sao? Vì mình chưa có lên thùng rồi này, nên mình đánh bát nó sẽ bị dội, nên nó bị vang, nên là mình chỉ đánh acoustic vì nó cũng nổi tiếng rồi, nên không phải giới thiệu nhiều đâu anh em. Cứ mạnh dạn thích là cứ mua, lên thùng hoặc không lên thùng ha. Nếu như lên thùng thì nó chỉ cần đóng một cái thùng vuông vức thôi và có một cái lỗ hơi ha, chứ nó phát hơi là được, chứ không cần cầu kỳ như các cái dòng loa lau thơ hay là phốt test mà phải thùng hon nha. Rồi, và mức giá Khôi cũng báo luôn, 6.500.000, một mức giá rất là tốt hơn rất là nhiều so với những cái năm trước nha. Những năm trước cặp này phải 8 triệu mới mua được, nhưng mà hôm nay thì có 6.500.000 thôi, rất là hợp lý. Anh em về chơi bán hở để vậy hoặc là đóng thùng thì cũng đều được nhé. Bây giờ xin mời anh em cùng nghe. Ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mùng, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình
bóng của người yêu xưa. Còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi. Kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết trọn mộng đông anh. Xin từ giã đường phố trắng mưa mau, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tạ tư. Thành phố của người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin giã từ. Rồi, thôi test thử thôi nè. Đây là mình test chay chưa có thùng rồi nè. À, và một cái câu hỏi từ Thiền rất là hay luôn. Thì Thiền Cú thì Khôi có những cái nhận xét, những cái chia sẻ như thế này. Thì cặp loa này nè, nó tuy là cái công suất nhỏ nha, nhưng mà đến rất là hay. Anh em có một cái thùng nữa thì tuyệt vời luôn. Còn mà nghe trong phòng kính thì cũng không cần thùng vẫn nghe được chất ha. Duy nguyên bản tuyệt đối, hàng đầu mảng Nhật, có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Và Khôi khẳng định với em, loa chưa qua sử dụng nha. Cuối cùng là mức giá 6.500.000. Anh em cứ tham khảo trên thị trường, cặp nào đẹp như thế này, duyên như thế này thì giá này là giá tốt, anh em cứ mình dàn mua nhé. Rồi, đặc biệt chuyện khoản đủ, Khôi bao ship tận nơi. Còn ship code thì cọc trước cho Khôi 30% và bên không bao ship nhé. Một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ngoài ra còn rất nhiều món khác trên kênh YouTube, anh em đăng ký kênh để theo dõi và tiếp tục ủng hộ cho Khôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.